Hôm nay là tôi quay cái sản phẩm là cái bộ 4 trong 1 bơm lốp và kích điện ô tô. Thì bây giờ tôi quay cái đóng gói để là bảo hành. Cái lỗi là pin nó tự hết, tự tiêu hao điện khi không dùng. Đây là vỏ của cái hộp đựng. Đây, bảo mình đầu tiên là bỏ cái bảo hành vào. Thứ hai là nhân vật chính. Đây là bộ dây điện. Nguyên chưa hề mở, không hề xích sát gì. Đồ đạc nó sang này tới là Đây, chú đang quay video. Tất cả hai là dây kích điện. Ba là vòi bơm. Bốn là dây dây đeo. Năm là cáp sạc nguyên như phong. Sáu là các loại vòi bơm để tại ngăn này. Và nãy là chưa biết là lại nhắc cho tôi cả cái bản hướng dẫn sử dụng. Bảy, tổng cộng là 7 mục cho vào đây và cúp lại. Xem là cái này nó phải ra để ra hết vào đây, đóng lại kéo khóa. Nguyên không đảm bảo để không xích sát lưới tinh. Và tôi sẽ cho vào trong một cái hộp này. Cái hộp này là cái loại hộp đựng khác, nhưng mà tôi thấy nó vừa cho nên là tôi sẽ cho nó vào bên trong này. Trong này còn có bao ni lông nhé, linh kiện nó mở cửa để cho bọc cái túi ni lông này cho nên là mưa nắng ra thì cái này có vật hơi bé cho chúng ta. Này, hộp ni lông tí nữa tôi sẽ bỏ vào ni lông bọc bên ngoài. Tôi bỏ hộp này. Ok, nóng hộp. Đấy, giờ dùng cái cuộn băng dính này, tôi sẽ băng dính lại. Mấy cái cuộn băng dính chú ở ngoài kia là cứ hình như là cứ toàn là bị mượn không biết nó làm sao. Mà chút sợ đến là chả thấy còn cuộn nào. À đây hả? À. Ok. Cái này là ai để đây nhỉ? Cái đấy ở trong 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 thùng nước lọc. À thế à? À, nó tặng à? Vâng. Trông cũng hay hay. À, đây bây giờ tôi sẽ dán lại.
cháu về đi. Dán lại. Ok. Dán một nữa cho nó chắc. Bao bì. Ok, thế này rất gọn. Bây giờ tôi sẽ bọc ni lông để cho nó gọi là chống sốc. Để lại có cái ni lông chống sốc của cái gói hàng khác thì tôi cũng cho nó vào đây. Luôn. Cái này có vẻ ổn đấy, tôi cắt ra để tôi bọc cả hai đầu. Cái này dài hết. Kéo sắc như thế mà cắt cũng không phải khó. Bây giờ tôi sẽ dán cả hai cái đầu này lại đây để cho nó cột chặt luôn. Bây giờ tôi sẽ dán cả hai cái đầu này để đề phòng cái trường hợp mà nó có bị mưa nắng gì đó thì nó cũng sẽ ổn. Đông cũng không được chuyên nghiệp lắm nhưng mà thôi, nó cũng đối làm sao để nó chắc và đảm bảo. Chứ tôi không phải người bán hàng nên là không được chuyên nghiệp lắm về cái khâu đóng gói. Tôi nghĩ rằng là cách đóng như thế này là nó cũng đảm bảo an toàn. Quật thì tôi tin rằng là nó không có vấn đề gì. Thế sau khi tôi đã dán xong, cần tôi băng luôn cả hai cái đầu này để cho nó gọn gàng, cho nó đỡ bị phồng. Một đầu
đầu nữa. Và tiếp tục là tôi sẽ dán cái nhãn gửi hàng. Ok, đây là in cái nhãn gửi hàng để dán hai mặt đây. Để kín như thế này có bị mưa nắng hoặc là rơi đảm bảo là vẫn kệ mái bình thường. Tiếp tục tôi sẽ dán cái nội dung của vận đơn gửi qua Viettel Post. Mm-hmm.